Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 3, ngày 31 tháng 5. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với chủ đề Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em. Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu và bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Gia tăng nhiều bệnh lý ở trẻ em vào mùa hè. Tác hại khói thuốc lá đến sức khỏe con người. Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy vừa về dự và trao huy hiệu Đảng dịp 19 tháng 5 cho các đảng viên tại huyện Yên Mỹ. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Văn Khuê đã trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đỗ Xuân Mẫn, sinh hoạt tại Đảng bộ xã Hoàn Long, đảng viên Nguyễn Xuân Thắng, sinh hoạt tại Đảng bộ xã Tân Việt và đảng viên Hoàng Thị Huệ, Đảng bộ xã Minh Châu. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chúc mừng các đảng viên được tặng huy hiệu Đảng và mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, đóng góp trí tuệ vào sự nghiệp cách mạng sáng tạo, rèn luyện cho thế hệ trẻ, qua đó góp phần xây dựng chi Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2022. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh chủ trì lễ phát động. Với chủ đề chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em. Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu các cấp các ngành và các địa phương trong tỉnh cần tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh, chống xâm hại, bạo lực trẻ em tại địa phương. Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các nhà trường, gia đình chú trọng việc dạy cho trẻ em những kỹ năng biết tự bảo vệ mình, tránh xa các nguy cơ bị xâm hại, bạo lực và bị tai nạn thương tích, biết thông tin, thông báo các hành vi xâm hại trẻ em cho cha mẹ, thầy cô và các cơ quan chức năng để được hỗ trợ. Các địa phương đơn vị liên quan cần có sự phối hợp quản lý tổ chức tốt cho học sinh sinh hoạt hè tại địa phương với các hoạt động vui chơi, bổ ích và an toàn, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi xâm hại trẻ em. Với tinh thần hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em, các cơ quan đơn vị, các nhà tài trợ, các tổ chức cá nhân tiếp tục có những hoạt động quan tâm và ủng hộ cho công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh. Tại lễ phát động, đã có trên 60 cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trực tiếp ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh gần 800 triệu đồng. Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh cũng đã trao học bổng và xe đạp cho 42 học sinh tiêu biểu, đại diện cho trên 300 em vượt khó vươn lên trong học tập. Mỗi suất trị giá 2 triệu đồng và phần quà trị giá 300 nghìn đồng, Ủy ban Nhân dân tỉnh trao bằng khen cho 9 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và xây dựng phát triển quỹ bảo trợ trẻ em. Nhân tháng hành động vì trẻ em và tháng công nhân năm 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức đến thăm, tặng quà cho các cháu thiếu nhi và bàn giao nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn trên địa bàn tỉnh. Cùng đi thăm và tặng quà có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đoàn đã đến thăm trao quà tặng tiền mặt cho các cháu thiếu nhi, trẻ em khuyết tật mồ côi tại trường mầm non phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, trường phục hồi chức năng huyện Tiên Lữ và trung tâm hy vọng Tiên Cầu huyện Kim Động. Bàn giao hai nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên Trịnh Thị Hường, giáo viên trường tiểu học Nhật Tân và đoàn viên Ngô Thị Thảo, giáo viên trường mầm non Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ. Mỗi đoàn viên được hỗ trợ 35 triệu đồng. Nguồn kinh phí này đã tạo động lực giúp mỗi đoàn viên có cơ hội sửa sang, xây dựng nhà ở, góp phần giúp đoàn viên, người lao động an cư lập nghiệp, yên tâm công tác. Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2022, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào cùng các đoàn công tác của thị xã Mỹ Hào cũng đã tổ chức đi thăm tặng quà cho các cháu học sinh các trường mầm non trên địa bàn thị xã, mỗi suất quà trị giá 3 triệu đồng. Đồng thời, trao tặng 13 suất bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt mắc bệnh hiểm nghèo, mỗi suất trị giá 1 triệu 300 nghìn đồng và 26 suất học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó vươn lên trong học tập với tổng trị giá 20 triệu 800 nghìn đồng. Tối ngày
ngày 30 tháng 5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Nhà thiếu nhi tỉnh cũng đã tổ chức lễ khai mạc hoạt động hè và khai giảng các lớp năng khiếu Nhà thiếu nhi tỉnh năm 2022. Với mục đích nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển toàn diện về đức trí thể mỹ cho các em thiếu nhi, năm nay Nhà thiếu nhi tỉnh đã tăng số lượng, đổi mới về nội dung và hình thức các loại hình đào tạo với 14 bộ môn như tin học nâng cao, luyện viết chữ đẹp, mỹ thuật và tạo hình, võ thuật taekwondo, karate do, cầu lông, bóng đá, bơi, múa, aerobic, thanh nhạc, dance sport và trải nghiệm kỹ năng sống dành cho độ tuổi từ 5 đến 14 tuổi. Thời gian học từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 7 với thời lượng mỗi bộ môn 2 buổi trên một tuần. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư và hoạt động, trong đó có việc quy trách nhiệm cho người đứng đầu địa phương, đơn vị để tiếp tục nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh PCI là những vấn đề đã và đang đặt ra cho Hưng Yên trong thời gian qua nhằm tiếp tục đón các nhà đầu tư vào địa bàn tỉnh. Năm 2021, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Hưng Yên tăng 14 bậc, từ 53 xuống còn 39, trong 63 tỉnh thành phố đứng vào nhóm khá trong toàn quốc. Chỉ số hài lòng của người dân tăng 39 bậc, lọt vào top 5 tỉnh thành phố có chỉ số hài lòng của người dân cao nhất toàn quốc. Những con số trên đang nói lên những nỗ lực của cả hệ thống chính trị của tỉnh trong một giai đoạn. Đi đôi với cái việc thực hiện cái việc cải cách hành chính thì nâng cao vai trò giám sát kiểm tra để kiểm tra lại cái việc mà các địa phương, các ngành đã cam kết để cắt giảm thời gian thủ tục hành chính. Chính quyền phải luôn luôn đồng hành và chia sẻ với doanh nghiệp, tháo gỡ tất cả những cái khó khăn của doanh nghiệp để làm sao doanh nghiệp được sản xuất, kinh doanh, đầu tư ở tỉnh Hưng Yên được thuận lợi nhất. Sự phát triển của doanh nghiệp thì đóng vai trò to lớn trong việc phát triển của tỉnh. Các ngành chức năng và tổ chức đều tích cực vào cuộc để hỗ trợ các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tiếp cận nguồn vốn đất đai, đào tạo nghề, cũng như xúc tiến quảng bá tiêu thụ nông sản trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát mạnh. Những doanh nghiệp còn nhỏ, chưa có khả năng quảng cáo sản phẩm một cách chuyên nghiệp thì Hiệp hội Doanh nghiệp sẽ hỗ trợ với cái hình thức quảng bá thương mại online cùng với Sở Công Thương. Đây cũng là hình thức mới và giúp các doanh nghiệp chuyển đổi số dần dần để thích ứng với cái bối cảnh dịch bệnh Covid hiện nay. Về các cái chính sách một cửa thì tất cả là qua đầu mối là Ban Quản lý tỉnh và toàn bộ là chủ tư công nghiệp sẽ đảm bảo cái thủ tục dự đó. Đối với cái cơ chế phối hợp giữa Ban Quản lý của tỉnh và Ban Quản lý dự án công nghiệp, cụ thể đây nó là chủ tư công nghiệp, trong vòng 7 ngày thì là các cái thủ tục sẽ được giải quyết nhanh gọn. Thông qua sự hỗ trợ kịp thời đó, giúp cho các doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Bên cạnh đó, tỉnh cũng tiếp tục triển khai các bước để sớm hoàn thành quy hoạch chung của tỉnh và các huyện đẩy nhanh việc phê duyệt và thi công các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh như đường kết nối di sản, nút giao Tân Phúc, Võng Phan, đường 379 kéo dài, đường nối hai đường cao tốc, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn cần nhiều hơn nữa để hỗ trợ cho nhà đầu tư, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng và cải cách thủ tục hành chính. Về tuyên truyền vận động cho những người dân, đặc biệt là đối với dự án nhà nước thu hồi đất và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, phải tuyên truyền rõ để người dân được hiểu là những dự án là không phải dự án chuyển nhượng, để làm sao mà đẩy nhanh cái tiến độ đã cam kết với Thủ tướng Chính phủ, cam kết với Ủy ban tỉnh Hưng Yên, cũng như là tạo cái mặt bằng sạch để thu hút các nhà đầu tư trong ngoài nước. Thực tế tại Nhật Bản cho thấy, để doanh nghiệp phát triển thì các cấp chính quyền ở Việt Nam phải có sự hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời và tốt hơn nữa. Thủ tục hành chính đơn giản hơn nữa, các quy định phải thống nhất. Ngoài ra là phải đào tạo và chuẩn bị nguồn lao động có tay nghề, có trình độ để phục vụ cho sự phát triển. Hưng Yên đã có 15 khu công nghiệp được chính phủ chấp thuận. Với các doanh nghiệp khi có kế hoạch đầu tư vào địa phương nào, thì điều đầu tiên họ quan tâm chính là môi trường đầu tư, vị trí địa lý, không gian vùng và quy hoạch. Đây là những yếu tố cần thiết để các tỉnh mời gọi nhà đầu tư đến địa bàn hợp tác, phát triển, sản xuất, kinh doanh. 4 tháng đầu năm 2022, thu ngân sách của Hưng Yên đạt trên 7.000 tỷ đồng, tăng trên 3% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt trên 36% kế hoạch năm. Điều này cho thấy các doanh nghiệp ở Hưng Yên vẫn phát triển ổn định.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành quyết định về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu và bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025. Theo đó, quy định để đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 phải đáp ứng các tiêu chí. Thu nhập bình quân đầu người của xã ở thời điểm xét công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu phải cao hơn 10% trở lên so với mức thu nhập bình quân đầu người áp dụng theo quy định đối với xã nông thôn mới nâng cao. Trên địa bàn xã có ít nhất một mô hình thông minh đạt một trong các quy định nội dung kiểu mẫu về lĩnh vực nổi trội nhất về tổ chức sản xuất, giáo dục, văn hóa, cảnh quan môi trường, an ninh trật tự, chuyển đổi số, bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 có 19 tiêu chí, với mỗi tiêu chí có chỉ tiêu yêu cầu riêng. Bộ tiêu chí cũng quy định rõ đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn là 4m² trên một người trở lên, có triển khai quảng bá hình ảnh điểm du lịch của xã thông qua ứng dụng internet mạng xã hội, đạt yêu cầu về ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã. Tỷ lệ sản phẩm của xã bán qua kênh thương mại điện tử đạt từ 15% trở lên. Sáng nay tại trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh xã Trưng Chắc huyện Văn Lâm đã diễn ra hội thảo khoa học quốc gia năm 2022 với chủ đề Chính sách tài chính nhằm phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Hội thảo đã thu hút tham gia của hơn 100 nhà khoa học đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu, ngân hàng, doanh nghiệp lớn trên cả nước. Tại hội thảo, các nhà khoa học đã thảo luận, phản biện đa chiều nhiều vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách tài chính nhằm phục hồi và phát triển kinh tế xã hội do tác động của dịch COVID-19, như ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đến kinh tế Việt Nam, các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và an sinh xã hội, bối cảnh tình hình trên thế giới tác động đến khả năng phục hồi và phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam, chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, các giải pháp trong lĩnh vực tài chính tiền tệ tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp, lĩnh vực tài chính ngân hàng và người dân phát triển sản xuất kinh doanh và tăng tiêu dùng xã hội, quản trị năng lực điều hành, quản trị rủi ro khủng hoảng tại các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng. Hội thảo đã cung cấp nhiều luận cứu khoa học và thực tiễn cũng như các khuyến nghị đối với các cơ quan nhà nước, ngân hàng, doanh nghiệp trong việc vận dụng chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết số 43 của Quốc hội và nghị quyết số 11 của Chính phủ ban hành đầu năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Hội khuyến học huyện Văn Giang vừa tổ chức hội nghị tuyên dương giáo viên học sinh giỏi năm học 2021-2022. Năm học 2021-2022, huyện Văn Giang có 84 học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh. Cuộc thi học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật và thi thể dục thể thao học sinh phổ thông tỉnh Hưng Yên. Có 8 trên 12 trường trung học cơ sở có học sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh đoạt huy chương trong cuộc thi thể dục thể thao, 2 trên 3 trường trung học phổ thông có học sinh giỏi cấp tỉnh. Tại hội nghị đã biểu dương khen thưởng 41 giáo viên giỏi, giáo viên có thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và 84 học sinh giỏi các cấp, học sinh đạt huy chương tại Đại hội thể dục thể thao tỉnh. Tại trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên, Sở Y tế tỉnh vừa tổ chức lễ meeting hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 5 năm 2022. Năm 2022, Tổ chức Y tế Thế giới chọn thông điệp Thuốc lá mối đe dọa tới môi trường của chúng ta làm chủ đề Ngày Thế giới không thuốc lá nhằm thông tin tới cộng đồng tác hại của thuốc lá tới môi trường. Việc sử dụng thuốc lá là nguyên nhân khiến khoảng 8 triệu người tử vong trên toàn cầu mỗi năm. Bên cạnh tác hại về sức khỏe, sử dụng thuốc lá còn gây tổn thất về kinh tế đối với các cá nhân, gia đình và xã hội. Tại buổi lễ meeting, Sở Y tế tỉnh đề nghị các cấp, các ngành trong tỉnh tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan đầu mối về phòng chống tác hại của thuốc lá để tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của các sản phẩm thuốc lá mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, si sa, đồng thời thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành hoặc lồng ghép công tác kiểm tra việc thực hiện luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Thưa quý vị và các bạn,
Nghiên cứu khoa học đã cho thấy trong khói thuốc lá có chứa hàng nghìn chất độc hại, trong đó có cả chất gây nghiện, chất gây ung thư. Và khi khói thuốc lá xâm nhập vào cơ thể của con người, dù cho người hút thuốc trực tiếp hay hút thuốc thụ động, sẽ gây ra nhiều bệnh khác nhau, thậm chí là gây tử vong. Phản ánh nhân ngày thế giới không hút thuốc lá 31 tháng 5 về tác hại của loại khói độc này đối với sức khỏe của con người. Sau nhiều lần có triệu chứng ho kéo dài kèm theo sốt, đau mỏi người, ngày 28 tháng 5 vừa qua, ông Lê Quang Đồng ở xã Tân Châu, huyện Khoái Châu đã phải nhập viện phổi Hưng Yên để điều trị. Tại đây, ông được kết luận bị lao phổi, một trong những bệnh có nguyên nhân từ việc hút thuốc lá trong nhiều năm. Tôi 44 tuổi, tôi hút thuốc năm nay là trên dưới 30 năm rồi. Thì tôi vào đây triệu chứng là sốt nóng, sốt rét, khó thở. Vào đây được chuẩn đoán là tôi bị lao phổi, cũng khuyên mọi người nên từ bỏ thuốc lá, bởi vì thuốc lá rất độc hại. Tại khoa bệnh phổi, Bệnh viện Phổi Hưng Yên có tới trên 70% các bệnh nhân đã và đang điều trị tại đây là có liên quan đến khói thuốc lá. Điều đáng nói là không chỉ có người trực tiếp sử dụng thuốc lá mà cả những người hút thuốc thụ động, nghĩa là hít phải khói thuốc do người khác hút cũng mắc bệnh. Những bệnh có thể mắc phải khi hút thuốc lá là về đường hô hấp như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản, viêm phế quản mạn, các bệnh lý về tim mạch như gây tình trạng xơ vữa động mạch, suy tim, các bệnh về cơ xương khớp gây tình trạng loãng xương, giòn xương. Những người hút thuốc thụ động thì cũng mắc những cái bệnh tương tự như người hút thuốc chủ động, nhưng cái nồng độ chất độc ở trong khói thuốc lá thì người hút thuốc thụ động hít vào có thể tăng gấp 3-4 lần so với người hút thuốc chủ động. Thực tế hiện nay, tình trạng hút thuốc lá vẫn diễn ra tràn lan tại nhiều nơi công cộng, các quán ăn, quán bia, quán cà phê, bến xe. Tại những không gian này thì một người hút thuốc trực tiếp sẽ có khá nhiều người hít phải khói thuốc rất nguy hại. Khi mà họ đã hút thuốc lá trong một thời gian rất là dài rồi thì bắt đầu mới có biểu hiện. Mà trước đây có thể họ biểu hiện rất nhẹ nhàng thôi, ho khạc đờm thì họ như họ không đi khám. Khi mà có tình trạng khó thở, tức là lúc đấy tắc nghẽn đã có rồi. Và mức độ tắc nghẽn thì nó có một đặc điểm là nó đã tắc nghẽn thì không bao giờ có chuyển trở về bình thường, mà mức độ tắc nghẽn càng ngày càng tăng, càng nặng dần lên. Đối với những người chưa hút thì cố gắng là không nên hút, bởi vì khi đã tiếp xúc rồi thì chúng ta giống như tiêm ma túy ấy, khi đã hút rồi thì chúng ta có biểu hiện nghiện, mà nghiện rồi thì rất là khó bỏ. Thực tế có nhiều người đã nhận biết được tác hại của khói thuốc lá nhưng không có ý định từ bỏ. Điều này rất nguy hiểm, nhất là với những bệnh nhân đã từng có bệnh liên quan đến khói thuốc. Trong những ngày hè, thời tiết nắng nóng kèm theo mưa ẩm bất thường là cơ hội cho các loại virus, vi trùng sinh sôi phát triển, gây ra nhiều dịch bệnh và đặc biệt là các bệnh dễ lây lan qua đường hô hấp, ăn uống và tiếp xúc cho người, nhất là đối với trẻ em. Tại khoa nhi Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hưng Yên, những ngày này gần như chật kín giường bệnh do lượng trẻ nhập viện tăng cao. Theo thống kê của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hưng Yên, trong hơn một tháng qua đã có 5.000 bệnh nhi đến khám, trong đó có 4% trẻ phải nhập viện điều trị, đặc biệt là các bệnh như tay chân miệng, tiêu chảy cấp, viêm phổi do nhiễm virus RSV, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước. Đối tượng nhiễm bệnh chủ yếu là trẻ em dưới 3 tuổi, đây là lứa tuổi có sức đề kháng thấp, hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, khiến trẻ rất dễ nhiễm bệnh. Chính vì vậy mà các bậc cha mẹ cần có những kiến thức cơ bản phòng tránh cho con em mình. Để phòng được những cái bệnh lý về mùa hè thì các bà mẹ vẫn phải tuân thủ chế độ dinh dưỡng cho các cháu, tiêm phòng đầy đủ. Và nếu mà xuất hiện những cái dấu hiệu liên quan đến bệnh lý, ví dụ ho, sốt, nổi ban, lòng bàn tay bàn chân, loét miệng thì nên đến các cơ sở y tế để khám và điều trị. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên trên các nền tảng số như trên ứng dụng Hưng Yên TV Go, trên website hungyentv.vn, trên fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HITV. Sau đây mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế. Tại hội nghị thượng đỉnh đột xuất của Liên minh châu EU về Ukraine, Chủ tịch Hội đồng châu Âu ông Charles Michel tuyên bố các nguyên thủ quốc gia và chính phủ của Liên minh châu Âu đã đồng ý về lệnh cấm vận nhập khẩu 2/3 lượng dầu đến từ Nga. Theo tuyên bố của ông Charles Michel, các nguyên thủ quốc gia và chính phủ Liên minh châu Âu EU đã nhất trí về gói trừng phạt thứ 6 đối với Nga
trong đó bao gồm lệnh cấm vận một phần đối với dầu của Moscow, đặc biệt là ngắt ngân hàng lớn nhất của Nga là Sberbank ra khỏi hệ thống kết nối tài chính quốc tế SWIFT và lệnh cấm phát sóng tại EU của 3 phương tiện truyền thông nhà nước Nga. Liên minh châu đã bắt đầu soạn thảo gói trừng phạt thứ 6 vào tháng 4 và kể từ đầu tháng 5 đã làm việc để thống nhất về lệnh cấm vận dầu mỏ. Các đề xuất đầu tiên bao gồm lệnh cấm hoàn toàn nhập khẩu dầu từ Nga, nhưng điều này đã bị Hungary, quốc gia phụ thuộc nhiều vào nguồn cung cấp của Nga, phản đối. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vừa qua phát hành tài liệu huấn luyện quân nhân, trong đó coi Triều Tiên là kẻ thù. Đây là dấu hiệu cho thấy quan điểm cứng rắn của chính quyền mới tại Hàn Quốc. Tài liệu của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc mô tả các hành động gây hấn của Triều Tiên là mối đe dọa an ninh đối với Hàn Quốc. Chừng nào những mối đe dọa này còn tồn tại, chính quyền và quân đội Triều Tiên sẽ là kẻ thù của Hàn Quốc. Chính quyền tiền nhiệm của cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tránh sử dụng từ kẻ thù khi mô tả quân đội Triều Tiên nhằm giảm căng thẳng và thúc đẩy đối thoại liên triều. Tuy nhiên điều này đã thay đổi khi Tổng thống Yoon Suk-yeol cam kết thực thi cách tiếp cận cứng rắn hơn với Bình Nhưỡng xoay quanh chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này. Văn phòng Liên Hợp Quốc về ma túy và tội phạm vừa qua công bố báo cáo cho biết sản xuất và buôn bán ma túy đá đang gia tăng ở khu vực Đông Nam Á do bất ổn khu vực, đặc biệt là tại Myanmar. Theo cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc, lượng ma túy đá dạng viên bị thu giữ ở Đông Nam Á và Đông Á trong năm 2021 cao kỷ lục, ở mức 1,01 tỷ viên, nặng khoảng 91 tấn. Đây là một phần trong tổng số 172 tấn ma túy đá mọi dạng thu được trong năm 2021. Con số này cao gấp 7 lần so với 10 năm trước. Sản xuất và buôn bán ma túy đá đã tăng trở lại khi nguồn cung tập trung ở khu vực sông Mekong, đặc biệt là tại Lào, Thái Lan và Myanmar. Báo cáo cũng cho biết nguồn cung tăng khiến giá ma túy đá rẻ hơn và dễ tiếp cận hơn, tạo thêm nhiều rủi ro cho cộng đồng. Ma túy đá dễ sản xuất và đã vượt qua thuốc phiện, heroin để trở thành loại ma túy được sản xuất và buôn bán nhiều nhất ở khu vực Đông Nam Á. Thuốc lá có hại cho sức khỏe, đó là nhận thức chung của tất cả mọi người. Thế nhưng thuốc lá còn có một tác hại to lớn khác mà ít người để ý tới, đó là tác hại của ngành công nghiệp thuốc lá với môi trường, từ trồng trọt đến sản xuất, tiêu thụ và xả thải. Báo cáo đưa ra vào ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5, trong đó Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo rằng ngành công nghiệp thuốc lá là mối đe dọa lớn hơn nhiều người tưởng và là một trong những thủ phạm gây ô nhiễm môi trường nhất thế giới. Theo đó, ngành công nghiệp này gây phá rừng quy mô lớn. Cụ thể, thuốc lá dẫn đến việc mất khoảng 600 triệu cây cối hàng năm, trong khi việc trồng và sản xuất thuốc lá sử dụng 200.000 hectare đất và 22 tỷ tấn nước hàng năm. Thuốc lá còn phát thải 84 triệu tấn CO2 hàng năm. Ngoài ra, các sản phẩm thuốc lá là thứ xả rác nhiều nhất trên hành tinh, chứa hơn 7.000 hóa chất độc hại thẩm thấu vào môi trường. Sau khi gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhân viên trong đại dịch COVID-19, ngày càng nhiều doanh nghiệp ở Singapore chuyển sang triển khai robot để làm nhiều công việc khác nhau. Theo Bộ Nhân lực Singapore, quốc gia này phụ thuộc rất nhiều vào nguồn nhân lực nước ngoài, nhưng số lượng lao động dạng này tại đây đã giảm khoảng 235.700 người do đại dịch COVID-19. Xuất phát từ đó, các công ty tại Singapore đã thúc đẩy tốc độ áp dụng công nghệ và tự động hóa. Robot được ứng dụng nhiều hơn trong sản xuất ở nhiều khâu khác nhau như kiểm tra tiến độ công việc, kiểm kê sản phẩm hay lễ tân khách sạn. Hiện nay tại Singapore, cứ 10.000 nhân viên trong ngành sản xuất thì có 605 robot được lắp đặt, con số cao thứ 2 trên toàn cầu, sau con số 932 của Hàn Quốc. Một cụ bà Thụy Điển 103 tuổi vừa qua đã trở thành người cao tuổi nhất thế giới nhảy dù đôi cùng người hướng dẫn. Cụ Ruth Larson đã thực hiện cú nhảy dù ở tuổi 103 hôm 29 tháng 5 cùng một chuyên gia nhảy dù. Hai người được buộc vào nhau và dùng chung một chiếc dù. Gia đình và bạn bè cụ đợi ở phía dưới bãi đáp. Một quan chức sách kỷ lục thế giới Guinness đã có mặt để xác nhận cú nhảy. Theo đó, cụ Larson, 103 tuổi, 259 ngày, đã đánh bại kỷ lục 103 tuổi, 181 ngày trước đó do một cụ ông nắm giữ từ năm 2020. Cụ bà Larson bắt đầu muốn học hỏi về bộ môn thu hút người chơi ưa thích cảm giác mạnh ở tuổi 90. Năm 2019, cụ đã thực hiện chuyến bay đầu tiên của mình ở tuổi 101. Trước khi nhảy dù, cụ đã có trải nghiệm với bay dù lượn, bay lượn và khinh khí cầu. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.